em gỡ hết cái đất cũ rồi, đất cũ nó rất là bí các bác, cái đất đất, đất bãi các bác, nó cũng lổn lổn nó cục nó bí, gỡ hết ra rồi, để rũ ra chơi đất Nhật các bác nhé, đất Nhật các bác nhé, vừa mới tưới một chút cho nó đỡ bụi, nó bụi đấy, đất Nhật. Chào các bác, cô chú anh chị, đấy, hôm nay có mưa phùn rồi các bác nhé, mưa phùn à. Gió Bắc thì còn hơi se lạnh thôi, vẫn còn chưa lạnh, chưa rét khô lắm. Nhưng mà đấy là mùa đông năm nay đến sớm rồi. Đấy, tranh thủ mà làm nốt cây đi các bác. Làm răm, làm lá đi. Chứ còn là phôi thì hạn chế thôi. Tất nhiên mình bắt về thì tùy thời điểm mình bắt về những cây mình phải làm, phải trồng thì bất khả kháng không nói. Nhưng mà những cái cây mà đang yên ổn thì cũng không hạn chế bới ra rồi. Thì hôm nay bắt được cái cây này, tôi về thì muốn sửa ngay cây này. Một cây trực đẹp quá các bác. Hoàn thiện nó khoảng độ 28-30 phân thôi. Thì rất là lành lặn và hàng chậu, cốt chậu. Tiếc là mình chưa có chậu quá. Hôm nay thích một cái chậu Nhật quá mà nó bảo cũng cỡ tầm 25-30 ấy mà. Chiều kích thước ấy mà nó bảo 6 triệu thì thôi. Vỡ mồm. Thì chắc định mua cái chậu tàu nhưng mà đấy có cây trước chưa có chậu. Thì cứ làm cây đã. Thì thôi thì hôm nay có thể trồng cái chậu đẻo kia. Thì dù sao một vài ngày nó cũng chưa bén rễ. Thì nếu không có chậu thì lại thay sang. Không thì thôi, đỡ tốn tiền các bác nhỉ. Chơi kiểu như chụp manh nhà thì cũng buồn. Nhưng mà thực sự nó rất tốn kém các bác. Rất tốn kém. Đổi lại thì mình có cái cốt đẹp. Cốt đẹp thì sau này mình thay chậu nào thì nó cũng ok thôi. Chẳng qua bây giờ mình muốn nó nổi bật thì mình thì có điều kiện mình thay chơi chậu đẹp là nhất rồi. Đấy, không có thì cứ thủng xốp mà vã bác, nhất là phôi mà. Đấy, thì cái cây này thì đây, sơ bộ là chơi như này nhá. Mặt chính này, một cây trực rất đẹp rồi. Mặt chính này thì xử lý cái tí bệ này là ok này. Xử lý cái tí bệ rễ này. Đấy, cho nó nhẹ vào chỗ này là ok này. Gọn đi. Đấy, tay chốt đây, chốt đây. Cái mặt đằng sau của nó đây. Đấy, đằng sau nó đây. Thì xử lý một chút cho mềm cái tay này đi. Bỏ cái khẩu này đi. Khẩu này. Đấy, để nuôi cái này thôi. Cho nó đỡ tù đây. Và cạp bớt cái chỗ này đi. Cho nó thoát cái vai này ra. Thoát cái tay này ra. Đấy, thế là ngon. Cái ngọn này cứ xây lên thôi. Đấy. Đây, có chốt ra đây. Một cái bắn ra kia rồi. Đấy là cái phương án thứ nhất. Là khả thi nhất. Là để chơi ngay không bị bỏ cái gì nhá. Cái phương án thứ hai là như này. Đấy, các bác nhìn. Mặt này là mặt chính. Với mặt này là mặt chính. Thì đấy, thì không cần phải bỏ cái này đi. Là được một cái cây lùm bệ rất là rộng. Rất bệ vệ. Kiểu như cây trục búp măng ấy. Thì buộc phải bỏ cái tay này đi. Buộc phải bỏ cái tay này đi. Buộc phải bỏ cái tay này đi. Đấy, thì nó sẽ thoát thân được một cây trục búp măng rất đẹp. Đấy. Và bên này thì có lẽ là phải bỏ nốt cái tay này đi. Chỉ nuôi búp măng ở trên này thôi. Búp măng. Đấy. Thế thì thực sự là nó là một hướng đi rất hay. Thậm chí có thể hay hơn cái hướng mà tôi đang định đi bây giờ. Nhưng mà nó khá là phí những cái tay cành này. Và nó sẽ chấp nhận là lâu hơn. Lâu hơn để được chơi. Đấy, thì như thế này là cũng rất là đẹp rồi. Tại sao chúng ta không chơi đúng không? Đấy, còn một ngày nào đó mình có cái suy nghĩ muốn thay đổi cây này thì có thể làm như tôi vừa nói ý kiến. Đây là được một cây rất rộng bệ mà búp măng tuyệt vời luôn. Có điều là hai cái chốt này đều phải bỏ đi. Tôi thì tôi nghĩ nát nước rồi. Tôi sẽ chọn cách sớm được chơi cây này. Đấy, và nó phương án rất là tốt. Đấy, như này, đục bớt cái bệ này đi, đục chỗ này một tí, gạp chỗ này đi. Cảm ơn này đi. Ok. Triển khai luôn các bác. Có đường hướng, có đường lối, có kim chỉ nam thì có thế mà làm thôi. Không có khuya rồi lại đục đẽo lại không tiện. Triển khai các bác nhé. Rồi. Đấy. Triển khai thôi.
các bác ơi, về không? Vừa nãy em trồng sang đây em gỡ hết cái đất cũ rồi, đất cũ nó rất là bí các bác, cái đất bãi các bác, nó cũng lổn lổn, nó cục, nó bí, gỡ hết ra rồi, để rũ ra chơi đất Nhật các bác nhé, đất Nhật các bác nhé, vừa mới tưới một chút cho nó đỡ bụi, nó bụi lắm, đất Nhật nó khô các bác, tưới nước vào nó cũng sủi lên, đấy, nó hút nước vào, đấy, sau bệ lan đẹp lắm các bác nhìn này, có tí nước vào lên màu đồng các bác, phải không? Chỉnh sửa bôi keo các bác nhé. Bôi keo rồi. Đấy, rất hay, rất trực, rất chuẩn. Tuyệt vời, phương án em chọn là vô cùng hợp lý. Cắt cái này đi thì mình dở hơi. Bác sửa cái này tất nhiên là hôm nay thì đục nó chưa được nét lắm vậy, vì là ban đêm mà bác, ban đêm rất hạn chế. Thì thôi, cũng đục để định hình, định hướng. Cơ bản là ổn rồi. Xé được cái bệ số này ra. Bỏ cái miếng này đi cho nó đỡ bị có cái điểm quặt ở đây, nó ra điểm truyền đây, bừa cái này xuống một chút, bỏ cái này đi cho nó đỡ tù túng cái chỗ này, bỏ hẳn cái này đi để cho nó thoát cái vai này ra đây, đục cái này một chút cho thoát cái vai này, đấy, quan trọng là để thoát cái tay chi hai này ra, đấy, đây chuyển đây, bắn cái mầm này ra đây là ok, phía bên kia có rồi, đấy. Mai nó đẩy một cái đây, đây là ngọt. Đấy các bác nhìn thấy nó đỏ, thích không? Nó đỏ, thích không? Đấy cái điểm già nó thế đấy các bác. Bỏ cái rễ này đi cũng khá là hợp lý rồi. Đấy, trực. Rất trực. Sao phê thế các bác nhỉ? Quá phê. Vừa nãy trồng và đục thì chưa lên chậu thì nó còn bình thường. Các bác nhìn cảm giác của bình thường, bây giờ nhìn thích lắm. Trồng đúng mặt, đúng chuẩn. Thích, rất thích các bác. Đấy các bác nhìn đấy, mặt trời đây, thần cột này, ôi trời ơi, sạch sẽ. Một cây mini mà như thế này thì các bác tại sao không chơi, đúng không? Tại sao không chơi? Đấy, thấy không? Quá phê luôn. Đấy, thành quả các bác nhìn, chưa phải là cái kết quả cuối cùng đâu, nhưng mà định hướng như này là rất chuẩn rồi. Đẹp quá. Thân cốt sạch nu này, nu mịn này. Ôi dồi ôi. Tất nhiên là cây đẹp, cây quý thì nhiều lắm, nhưng mà cái tầm như này thì thích lắm các bạn. Thích lắm. Các bạn thấy phê không? Phê thì ủng hộ em nhé. Xem và có những cái chia sẻ chân tình. Em không cần lượng nhiều người xem, lượng người xem nhiều đâu các bác, quan trọng ít nhưng mà các bác chân tình và cùng cái hướng đi, góp ý xây dựng là ok, là em rất quý. Đấy các bác này, đẹp thật ý. Mà lại dễ bê một người bê hơi đầm tay thì phê quá, đất Nhật lại càng nhẹ rồi, xa xăm một tí. Cảm ơn các bác theo dõi nhé, đẹp quá, em ngồi làm điếu thuốc ngắm nó. Tiếp tục các bác nhé, chúc các bác ngủ ngon.